danh hài Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ riêng biệt được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao tặng bằng khen danh hiệu danh hài đầu thập niên 90. Thời hoàng kim của tấu hài, Mỹ Chi, Bảo Quốc, Duy Phương, Bảo Trung, Hồng Tơ, Tấn Bèo là nhóm hài đắt show bậc nhất Sài Gòn. Thời đó, một cây quạt chỉ tầm 2 triệu đồng mà mỗi đêm, các xe của danh hài Mỹ Chi đi diễn tỉnh là khoảng hơn 10 triệu, tương đương 5 cây quạt. Còn ở thành phố, danh hài Bảo Trung chạy một ngày 15 suất diễn, vậy mà Bảo Quốc Mỹ Chi diễn một ngày 20 suất, tiền nhiều không kể hết. Những chương trình quà son một thời của nghệ sĩ phía Nam như Ông Táo, Bà Mánh, Trong Nhà Ngoài Phố, không thể không kể tới tên Mỹ Chi, Bảo Quốc. Nói thế để thấy, danh hài Mỹ Chi có một quá khứ quà son, đỉnh cao sự nghiệp mà hầu như ai đã làm nghề này rồi đều mơ ước. Chuyện xúc động về fan ngưỡng mộ nghèo làm nghề chăn dịch. Hai năm liên tiếp 1996 đến 1997, bà đều giành giải cuộc thi danh hài Thành phố Hồ Chí Minh và được đích thân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao giải. Sau giải thưởng này, sự nghiệp của bà có nhiều thay đổi không? Có chứ, tôi trân trọng cái nghề của mình hơn. Nghề diễn hài, đứng trên sân khấu nghe người theo dõi mỉm cười dễ bị diễn lố, nói bậy mà không biết gì hài là con dao hai lưỡi. Thế nên kể từ khi đạt danh hiệu đó, lúc nào tôi cũng phải ý thức giữ sao cho hài sạch, không được làm hài dơ, hài tục nên kịch bản dạng luôn được tập luyện rất kỹ trước khi lên sân khấu. Cặp đôi sóng thần của xóm hài phía Nam một thời, Bảo Quốc Mỹ Chi là một trong những danh hài rất đắt show, bà chiếm được tình cảm, sự yêu thương như thế nào từ người theo dõi. Hồi xưa, tôi đi diễn ở Gò Dầu Tây Ninh có bắt gặp một người theo dõi nữ rất nghèo. Cô ấy đến điểm diễn, xin bảo vệ cho bắt gặp tôi nhưng vì nghèo quá nên người ta không cho vô. Mua vé vô xem tôi diễn, muốn lên xin hình cũng không chen lấn được vì người theo dõi đông quá. Tôi thấy tội nghiệp nên kêu cô ấy lại để tặng hình. Cô ấy tên Hạnh. Gặp tôi, cô ấy nói em yêu thương chị lắm, em thích coi chị diễn lắm, em ngủ chiêm bao cũng thấy chị. Em muốn mời chị đến nhà em một lần cho em mãn nguyện nhưng nhà em nghèo lắm, quản chị tê không đi. Tôi nghe vậy thì đồng ý tới thăm nhà. Nói là nhà nhưng thực chất đó là một cái trò chăn dịch. Tôi dặn cô ấy cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp nhưng cô ấy chỉ mỉm cười. Bắn đi một thời gian, cỡ khoảng 10 năm sau, có bầu show mời tôi đi diễn tân gia của một đại gia ở Gò Dầu. Bầu show nói chị ra giá bao nhiêu, gia chủ cũng chấp nhận hết, chỉ cần chị tới thôi. Tôi nhận lời và nghĩ là mình đi diễn như các show khác. Gặp gia chủ, tôi mới nhận ra chính là cô gái chăn dịch ngày xưa. Cô ấy bảo em không biết cách nào bắt gặp được chị, vì gọi cắt rạc thì người ta không chỉ, đành nhờ bầu show đứng ra mời chị. Mình đi diễn thì người theo dõi nào cũng như nhau, giàu nghèo đều thế. Nhưng người nghèo, họ làm ra đồng tiền rất gian truân, chắc bóp để mua được chiếc vé coi mình hát thì người nghệ sĩ đó phải là thần tượng của họ. Còn người giàu, họ đi coi là để giải trí thôi. Đến giờ cũng vậy. Làm như tổ nghiệp yêu thương tôi với Lệ Thủy lắm. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng giờ về tỉnh vẫn được bà con yêu thương, khác lạ là những người lớn tuổi, họ ôm mình xúc động và vui mừng. Đó là niềm an ủi rất lớn với người nghệ sĩ khi về già. Danh hài Mỹ Chi thời trẻ được phóng viên chụp lại tại nhà riêng. Sập sân khấu, lệch xương sống. Bao nhiêu năm đứng trên sân khấu với đủ cung bậc cảm xúc, bà đã bao giờ bắt gặp sự cố chưa? Có chứ. Cách đây chưa lâu tôi diễn dở Nghêu Sò Ốt Hến ở sân khấu Trịch Hồng Dân. Tôi đóng vai bà huyện, Bảo Quốc đóng vai ông huyện. Trong tuồng có cảnh bà huyện đi bắt ghen ông huyện, tục quần, lột áo ông huyện. Tới cảnh này, lẽ ra tôi phải bắt quần ngoài của anh Bảo Quốc kéo xuống thì chẳng may bắt cả quần trong tục xuống. Thằng Hầu thấy vậy nhanh trí bắt quạt che lại, còn tôi thì sững người. Khán giả ở dưới mỉm cười rần rần. Anh Bảo Quốc thấy tôi bị đơ thì ứng cứu giúp quần, lạ lắm sao mà bà nhìn hát nghiệp vậy bà huyện. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh và ứng biến tiếp. Giờ bà đã ngoài 70 tuổi, lâu lâu bà đi diễn cho đỡ nhớ nghề chứ không còn chạy một ngày mấy chục show như trước. Và tên tuổi Mỹ Chi, mới trẻ cũng không nhiều người biết. Bà có thể chia sẻ cái cảm giác khi đi qua thời đỉnh cao, nó thế nào không? Khán giả vẫn yêu thương tôi lắm. Tôi không đi show là do tôi không đi chứ không phải do người ta không mời.
con cái tôi giờ thành đạt cả rồi, chúng lo cho mẹ cuộc sống dễ chịu nên tôi không bị giam trung về quản tế. Các đoàn lâu tô ở tỉnh vẫn hay mời tôi với Lệ Thủy nhưng các con không muốn tôi đi. Lý do là tôi từng bị tai dạ khi diễn cho một đoàn lâu tô ở Mỹ Tho. Sân khấu lâu tô được ghép từ các thanh sắt với nhau và bắt ốp giữ lại. Lần đó, có mấy đứa trẻ con chui xuống gầm sân khấu nghịch, dặn mở các con ốc nên sân khấu bị sập, tôi phải nhập viện cấp cứu giúp vì bị lệch xương sống. Bị chấn yêu thương ở xương nên trở trời là đau lắm, đi lại cũng không còn được như trước. Con tôi quản nên không muốn cho mẹ đi diễn nhiều nữa, chúng không an tâm. Chúng nói, má yêu nghề thì má đi diễn mấy chương trình từ thiện, còn mấy đoàn lâu tô má đừng đi nữa. Má lớn tuổi rồi, đi diễn đêm hôm, tụi con không yên tâm. Bức ảnh này gồm rất nhiều nghệ sĩ một thời quà son khu vực phía Nam, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Minh Dương, Thanh Kim Huệ, danh hài Mỹ Chi, danh hài Phú Quý. Còn ở thành phố, sân khấu giờ cũng đâu còn bao nhiêu. Chỉ còn trống đồng mà diễn cuối tuần thôi, vé bán cũng ế ẩm. Tôi chỉ buồn vì sân khấu không còn sáng sủa đèn như xưa. Thậm chí khi đi diễn, có những nơi, nghệ sĩ đông hơn cả người theo dõi. Nhìn ở dưới loa qua, còn nghệ sĩ quá đông làm mình mất hứng, mất lửa diễn. Ca sĩ đứng trên sân khấu, đèn dưới tắt, không thấy người theo dõi, ít người vẫn hát được nhưng hài thì khác. Đèn sáng sủa trưng, nhìn xuống dưới có mười mấy người. Khán giả ít quá, họ muốn mỉm cười cũng không dám mỉm cười gì mắc cỡ. Thà đi diễn từ thiện, người theo dõi đông lại vui. Không có nghề nào vui tươi bằng nghệ sĩ, mở miệng ra là có tiền. Giữa danh hiệu, người theo dõi và gia đình, đâu mới là sự thành công và khiến bà tự hào. Đối với tôi, sân khấu là cần thiết nhất, bởi vậy mà tôi không hạnh phúc trong chuyện thê thiếp chồng nên mới gãy đổ hôn nhân. Nhưng tôi được ăn cũng lại ở chỗ con cái hiếu thảo, thành đạt hết. Cho nên tôi nghĩ, giữa danh vọng, gia đình thì tổ nghiệp ân trinh cũng cho tôi sự định hình tương đối. Giờ tôi đầy đủ lắm, đâu có thiếu thốn gì. Một người nghệ sĩ, lúc trẻ chỉ cần đừng ăn chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc thì cuối đời sẽ không phải chịu cảnh nghèo khổ. Không có nghề nào vui tươi bằng cái nghề mở miệng ra là có tiền lại có tiếng tăm như nghề sân khấu. Đó là vốn trời cho. Người ta kiếm bạc triệu phải mất cả tháng, còn nghệ sĩ mở miệng ra là bắt bạc triệu đi về mà không biết gìn giữ, yêu thương, quý trọng cái nghề của mình, đồng tiền của mình thì cuối đời khổ là tại mình, đừng trách ai hết. Đừng có đổ thừa cho cái nghề này bạc. Ví dụ, tôi đi tỉnh diễn một show cả chục triệu, trong khi đi buôn bán, làm vất vả cả tháng mới lời nhiêu đó. Nhân viên văn phòng cũng thế, họ làm cả tháng mới được chừng đó tiền. Thế nên ông tổ cho thì mình phải biết quý mà giữ. Danh hài Mỹ Chi và con trai. Đây là một trong những khung hình bà rất yêu thích. Trong showbiz có những nghệ sĩ về già sống gian truân, bệnh tật phải nhờ đồng nghiệp kêu gọi người theo dõi quyên góp. Tôi đã từng đọc đâu đó, một số người theo dõi bình luận rằng lúc phong phú vui tươi thì không giúp ai, giờ bệnh tật thì tự lo, mắc gì bắt chúng tôi giúp. Nhiều nghệ sĩ bị tự ái vì câu nói này. Còn bà nghĩ sao, thưa danh hài Mỹ Chi? Bà con giờ dễ lắm. Hồi xưa, mình nghèo, mình bệnh, mình lo chứ đâu ai buồn tiền cho như bây giờ. Giờ nhân loại rất tốt, họ làm từ thiện nhiều lắm, nghệ sĩ có gì là giúp ngay. Chỉ một người bị bệnh, mọi người nhào vô góp, được biết bao nhiêu tiền. Lúc đi hát có tiền phải nghĩ tới lúc sau này, lúc già yếu, bệnh tật mà dành dụng, để cuối đời không khổ, không ai khi dễ mình. Tôi quản nhất là bị khi dễ, người ta nhìn mình mà yêu thương hại, tội nghiệp. Tôi quản điều đó lắm. Cảm ơn bà đã chia sẻ.